về đâu, có nhớ chăng những vì sao long lanh đưa tiễn người một đêm không trăng. Nói sao nên lời, lòng buồn như chiều rơi, như trong đêm khuya những bước chân em thèm thầm ngước ngỡ vô vàn. Người về, người về đâu nhớ ta chăng? Sao long lanh như áng mây chiều lam trong sương, bước đi âm thầm lòng buồn như thời gian. Nghe chăng thu ơi, để lá rơi chi hoài, gợi lòng thương nhớ ai nhiều. Người về chiều mưa hay nắng, sao để khói lam chiều như xe trùng màu không gian. Người về dòng sông thương nhớ, để bên vắng con đò đang mong người. Người hay chăng, người là vì sao nhỏ bé ta mãi ước cho lòng làm bầu trời xanh xanh. Về lòng ta thương nhớ, ta khẽ hỏi đưa người, hay thầm người đưa ta. Nghe chăng thu ơi, lệ lá rơi chi hoài, gợi lòng thương nhớ ai nhiều. Nghe chăng thu ơi, lệ lá rơi chi hoài, gợi lòng thương nhớ ai nhiều. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiết mục song ca ca khúc Hai Vì Sao Làng. Và bây giờ xin mời hai bạn giới thiệu đôi nét về mình ạ. Dạ, Hoàng Giang đến từ Minh Đức, Quảng Nam. Ban ngày đi đánh nhạc công trong những tiệc đám cưới. Và buổi tối thì cũng đi làm ca sĩ. Tên đầy đủ của Ngọc Vũ là Trà Ngọc Vũ, đến từ Vũng Tàu. Hiện tại thì Ngọc Vũ đang làm MC. Wow. Rất là đặc biệt. Giang, em là một người rất đặc biệt. Cái nhịp và cái cao độ rất là chắc. Khi mình là nhạc công, giọng em rất tình cảm với Vũ. Giọng nói cũng hay. Cái giọng hát của em á, nó rền và lên cao, và ở trung nó cũng sáng nữa, rất là đặc biệt. Cảm ơn anh. Nhưng mà phải nói một cái điều công tâm á, một trong những người mà hát Hai Vì Sao Lạc hay nhất chính là Quang Lê, và cái bài này là Vũ thường xuyên nghe và có nằm ở trong iPod luôn, cho nên có thể đây là một cái định mệnh đã dẫn dắt hai bạn này vào đội của Quang Lê. Thôi vậy thôi, đừng nói chuyện nữa nha, tôi cũng hát bài đó đó. Nhưng mà hát không hay bằng Quang Lê. Ồ, oh, yeah, cái điều này không phải công nhận thiệt. Lê hát nó ngọt ngào và rất thật ra là. Hay là lên là hát một câu cho mọi người nghe đi. Câu liền luôn. Có biết không? Lấy tông đàng hoàng. Yeah. Anh Hưng lên đây chơi chút không? Giơ tay lên cho Lên các bạn. Anh ơi. Hưng. Anh Hưng ơi. Hay là anh Hưng với Lê xong ca bài này một đoạn. Ban nhạc. Oh yeah. Em hát chín nha, anh hát về rồi. Người về. Một mùa thu gió heo may. Về đây. Trong chiều nay bơ vơ như áng mây chiều làm trong sương, bước đi âm thầm lòng buồn như chiều rơi. Nghe chăng thu ơi, những bước chân theo thùa làm thầm ướt áo vai gầy. Người về đường đi kết xóa trăng sao, người ơi, mỗi lá
rơi lòng tan vương khuân, như áng mây chiều lắm trong sương. Bước chân ai về chẳng buồn như thời gian, nghe trăng thu ơi để lá rơi chi hoài, để lòng thương nhớ ai nhiều. Người về chiều mưa hay nắng, sao để khói làm chiều, như xe trùng màu không gian. Người về dòng sông thương nhớ, để bên vắng con đò buồn, mong người người hay chăng. Người là vì sao nhỏ bé, ta mãi ước cho lòng là bầu trời xanh xanh. Người về lòng ta thương nhớ, ta khẽ hỏi đưa người về, hay thầm người đưa ta. Hay quá thưa quý vị, quá là hay luôn. Cho Vũ đến chính là cái câu hồi nãy nói nha. Đây là hai người hát bài này hay nhất mà Vũ biết. Nhưng mà quý vị vừa nghe một cái sự kết hợp độc nhất vô nhị của ca khúc Hai Vì Sao Lạc. Căn bản giọng hai bạn rất hay và rất đặc biệt. Theo cái nhìn khách quan là cái tiềm năng có, và với sự huấn luyện của Quang Lê thì hai bạn có khả năng có thể tiến rất xa. Ngày xưa ta quen nhau trên phố mưa tuyệt vời, ngày xưa em yêu anh yêu rất nhiều, ngày xưa anh ru em trong giấc mơ ngọt ngào, mà tại sao hôm nay nghe đắng cay. Tình đắng như chén mê nồng, tình trắng như giấc mơ hồng, lời anh dối gian ngọt ngào bờ môi, giờ nước mắt đã rơi nhiều, tội lắm cô bé si tình. Nhớ anh, nhớ anh em buồn hờn, rơi hát hiu xót xa tiếng mưa buồn em khóc. Ngày xưa ta quen nhau trên phố mưa tuyệt vời, ngày xưa em yêu anh yêu rất nhiều, ngày xưa anh ru em trong giấc mơ ngọt ngào, mà tại sao hôm nay nghe đắng cay. Tình đắng như chén mê nồng, tình trắng như giấc mơ hồng, lời anh dối gian ngọt ngào bờ môi, giọt nước mắt đã rơi nhiều, tội lắm cô bé si tình. Về đâu hỏi anh, còn lại mình em. Cho nhau một đêm vui, rồi mai đây khi đời thay đổi, yêu đương tan thành mây khói. Khi con tim còn đam mê, đã yêu anh yêu trọn cuộc đời. Nhưng yêu tôi là mơ thôi, vì hôm nay mưa biển răng lối, em bước chân đi cho quên một người. Thank you.
ngoài đây khi đời thay đổi, yêu đương tan thành mây khói. Quý vị, chúng ta vừa đến với cặp đôi Thanh Thanh và Thu Thảo. Bây giờ thì Nguyễn Khang xin mời phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Hai bài hát này anh phải khen là Thảo giọng rất là đẹp, hát rất là hay, xinh đẹp nhiều nhiều so với những lần trước gặp. Và như thế này thì chắc chắn hai em sẽ thành công thôi. Chúc mừng hai em. Cảm ơn anh chị, xin mời Vũ. Khi Vũ nghe cái câu mà xin cho em một đêm thôi là Vũ tưởng tượng ngay tới giọng của Minh Tuyết rồi. Thôi sẵn đây thì chị hát thử em nghe một câu được không? Nữa hả? Bữa nay là ngày của chị. Vậy? Không, chị hát một câu rồi. Xin em một đêm thôi để biết hơn trên cuộc đời. Đó, cho em thấy cái tình của chị đi nè. Mà hát dễ sợ lắm. Cho anh mượn cái mic đó cho chị Ly. Gì vậy? Xót xa tiếng mưa buồn em khóc. Ngày xưa ta quen nhau trên phố mưa tuyệt vời. Ngày xưa em yêu anh yêu rất nhiều. Ngày xưa anh ru em trong giấc mơ ngọt ngào. Mà tại đâu nay đang gãy. Tình đắng như chén men nâu, tình trắng như giấc mơ hồng. Lời anh dối gian ngọt ngào bờ môi. Giọt nước mắt đã rơi nhiều. Tôi lắm cho bé si tình về đâu hỡi anh, còn lại mình em. Xin cho anh một đêm thôi để em yêu anh trọn cuộc đời. Ta cho nhau một đêm vui rồi mai đây khi đời thay đổi, yêu đương tan thành mây khói. Khi mà mình hát á, mình dùng cái cách xử lý làm sao mà nó tình cảm nhưng mà nó vững mạnh để ý cái đó. Bởi vì tụi em là những người con gái xinh đẹp và có giọng tốt nha. Cảm ơn hai em rất nhiều. Cảm ơn chị Tuyết. Và xin mời đội của anh Hưng. Thì nói chung là một tiết mục Vũ nghĩ là được cái sự ưu ái của anh Minh Vi và chị Cẩm Ly. Khi kể cả anh Minh Vi cũng dành cái bài hát của ảnh để mà cho hai em hát. Và hôm nay đã cho hai em mặc hai cái chiếc áo mà chỉ làm cho mọi người gợi nhớ đến những diva của thế giới như Celine Dion hoặc là Mariah Carey rồi đó. Thì Vũ nghĩ là đây là một cái sự ưu ái rất rất đặc biệt dành cho hai em. Và hai em xứng đáng với lại cái sự ưu ái đó. Chúc mừng hai em. Cái bài hát Tình Đắng này anh viết khoảng 11-12 năm. Bài Tình Đắng trước, rồi sau đó tới bài Sao Anh Ra Đi. Hai bài cách nhau có một ngày.
đúng một ngày. Lúc đó nó rất là đắng. Đắng là sao? Vợ đi mà ngồi giữ con á, đắng lắm. Nói chung với lại vọng cổ buồn nữa. Hôm nay không phải tụi em hát sai, anh bắt tụi em hát như vậy. Cách này hợp với giới trẻ bây giờ. Dứt khoát, ngắn gọn. Chị Tuyết hát rất tình của cái bài Tình Đắng. Rất tình theo kiểu của chị Tuyết. Và hôm nay tụi em làm hai bài này máu lửa hơn là anh với chị tưởng tượng. Thanh thực ra là mạnh cái dòng nhạc trẻ hơn Thảo, mạnh hơn một tí. Hiện tại bây giờ tụi em là nếu cái cửa vào là 50-50 thì tụi em đã được 60% rồi. Nếu hai em may mắn vào vòng trong, dứt khoát anh đã định hình và đóng khung tụi em là khán giả và 6 huấn luyện viên ở đây biết tụi em đã hát được nhạc trẻ rồi. Chắc chắn nếu vào vòng sau có vào thì tụi em phải làm một dòng nhạc khác. Anh không thích thí sinh của anh bị đóng khung, anh lên sẽ cười anh. Anh lên cười lớn lắm chứ không phải cười nhỏ. Cho anh nghe giọng cười đó Lê. Đều không? Tôi bè cho vô đó. Cảm ơn tin. Trên bè phải không? Cười lại không? À, cười nha, cười bè nha. 1, 2, 3. Đứa cười tâm nhớ. Chiếc lá lặng lẽ trên sông dài, làm sao anh quên được niềm đau. Ai đã đến mong chờ cho thuyền không thấy bờ, để riêng tôi chiều nay thân. Các chiến binh đội huấn luyện viên Minh Vi và Cẩm Ly. Cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Xin mời đội của Dương Trường Vũ và anh Hưng. Còn gì để nói nữa, quá tuyệt vời đi. Chị Ly và anh Minh Vi đã rất coi trọng giọng hát của hai em, để mà phải tạo nên một cái không gian mà nó đẹp, lãng mạn và nó rất là Huế như vậy. Cái giọng hai em cũng đã không phụ hai anh chị. Khi mà bè thì cũng hòa quyện và rất ăn ý với nhau. Đây là một trong bốn những tiết mục tâm đắc của anh Minh Vi. Anh Minh Vi bắt một cô nhảy lên hát bè rồi lên tông rất là khó mà dễ thương, kết hợp cùng nhóm múa nó ngọt ngào. 1910 với tiết mục bên ven bờ Hiền Lương của đội anh. Hưng hy vọng là Hưng đã đoán trúng được trò chơi và cách chơi của người bạn của Hưng. Cảm ơn anh Hưng. Nhân chuyện nói màu tím, hàng ghế bên kia có một người cũng mặc đồ tím. Anh nhận xét như thế nào về màu tím của Huế anh? Anh nói luôn cái cách tím, xài màu tím này không áp đặt vào Huế. 10 người phụ nữ thì có 7 người yêu màu tím.
Đó là cách những cô ba Sài Gòn cũng như con gái Hà Thành ngày xưa đó, như thế này, chứ không áp đặt màu tím vào trong Huế trong ca khúc này. Thế còn đàn ông yêu màu tím thì sao anh? Thì khổ thì phải chị... suy nghĩ kỹ lại người đó là như thế nào. Đúng rồi. Phải nói là hồi nãy hai em bước ra đẹp quá. Cái bộ áo tím nó làm cho chị gợi nhớ đến cái thời học sinh của mình. Chị là học sinh của trường Nguyễn Thị Minh Khai, nổi tiếng là nữ sinh áo tím, nhưng mà đến thời chị nó không còn tím nữa, nó còn trắng rồi. Nhưng mà khi các em bước ra thì làm gợi nhớ đến cái thời học sinh, nhất là cái liên khúc này á, rất là dễ thương và nó du dương vô cùng. Và hai em hát chung với nhau rất là đồng đều. Bè Cao có phải là bạn áo tím lợt bè không? Đúng không? Lên opera luôn đó. Chị có cảm giác là bạn ấy nhỉnh hơn bạn áo tím đậm một chút xíu, có một cái chất giọng khá đặc biệt. Còn bạn áo tím đậm thì chỉ có những cái nốt thấp á, thì em phải luyện kỹ thêm chút xíu. Nói chung là một tiết mục rất là đẹp. Chúc mừng hai em. Vâng, xin được cảm ơn cụ nữ sinh của trường Trung học Phổ thông Gia Long áo tím Minh Khai. Dạ, cùng trường em luôn hả cưng? Em học trường đó à? Trường nữ không, đúng không? Hồi đó là trường nữ, bây giờ là nam với nữ học chung anh. Trường Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những trường mà có hoa khôi và hoa hậu nhiều nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, dạ. Tự hào vậy đó hả? Lê Thị Xuân mà. Bùi Thị Xuân. Bùi Thị Xuân. Hồi đó Lê Thị Xuân. Tự giả với mặt mình, chát chát chát. Không, trường trường Lê Thị Xuân mà nội. Lê Thị Riêng và Bùi Thị Xuân, chị đang kết hợp hai trường sắp sắp nhập với nhau thành Lê Thị Xuân. Võ Thị Sáu là ở ngay giữa đường Phù Đổng với lại đường Cách Mạng tháng 8. Và đi ngã ba Nguyễn Đồng Khởi là sẽ tới sân bay. Cảm ơn Vũ rất nhiều. Dạ xin mời anh Lê. Thôi anh Lê không nói nữa, tại vì những gì anh Lê muốn nói là đây đã nói hết rồi. Bên kia là nữ sinh Nguyễn Thị Minh Khai. Và bây giờ lắng nghe cặp vợ chồng Petuski Lê Hồng Phong trả lời. Riêng về hai bé này, Nguyễn Thương Hiền hả? À? Ủa Nguyễn Thương Hiền, mệt quá. Nổi tiếng là hát hay và học giỏi. Ăn mặc đẹp. Sao tự nhiên cái vụ trường học nó náo loạn cái trường quay vậy trời? Thì ai cũng chứng tỏ mình có đi học á Lê. Thôi hết đi, một chút xíu nữa hết chương trình em sẽ hỏi từng anh ban nhạc học trường gì, từ từ đi. Đang xảy ra sao mình ngồi đây mình ngơ ngác vậy ta? Chị quýnh mình kia hết ý Lê. Chưa? Trời đất ơi, không, nãy giờ thấy mọi người cười ngắt nghẽo không biết chuyện gì đang xảy ra. Trời đất ơi, lúc này tâm hồn để đâu? Em quan sát gì hả, sự việc hả? Lúc thầm mọi em nói em không nói, lúc thầm nói xong nói em im đi, đúng không? Không, nãy giờ không biết chuyện gì nó xảy ra, nói chung trời là bà hay rồi xong. Không, giờ vào vấn đề. Hồi nãy giờ ngồi nghĩ lại, mình thấy mình ngồi đây, mình lạc lời quá ha. Thôi, Lê, chị qua chị bún em liền Lê. Chị chỉ xin ban tổ chức cho chị một cái cuộn băng keo, chị để đây. Tức mình Lê quá, để đây cho chị, để đây cho chị. Đâu có nói nãy gì đâu. Ngồi đây tự nhiên cục bột nè, cái gì đâu. Lúc mà người ta muốn cưng nói nhất, cưng không nói. Lúc mà người ta muốn cưng im, thì cưng nói. Chị Tư ơi, có một cái bài báo nói chị là huấn luyện viên hiền nhất á, của chương trình đó, đó chị đó. Dạ bây giờ thôi mình nói đi, mình đừng đánh người ta nữa. Dạ không có giỡn nữa nha. Dạ. Cái bội ha, khi mà tụi em ra, nói chung là tụi em trình bày bài này á, chị ở đây chị ngồi chị cười thầm. Vòng vừa rồi nhớ hôm bữa không, chị có một buổi nói chuyện mở cái clip đó cho tụi em xem lại, chị chỉ từng cái tụi em thẩm thấu, thật sự là thẩm thấu. Thì hôm nay tụi em làm tới nỗi mà ở đây mọi người đều rất thích. Chúc mừng hai đứa. Riêng về phần của hai em, anh chị yêu cầu tụi em hơi khó hơn các bạn khác. Cái cách hát của sinh viên trường nhạc Đà Nẵng, nó có cái đẹp, cái nên thơ, cái xử lý nhẹ nhàng theo kiểu cái miền đó mà anh rất thích. Và lên tông từ tông rê lên tới tông pha rất là khó. Hôm nay làm tốt, anh chị hài lòng. Vô, vô vòng trong. Chúng ta vừa đến với ca khúc Nhật ký hai đứa mình với phần thể hiện của Trung Nghĩa và Mỹ Phùng. Lúc cái giọng nam của bạn Nghĩa vang lên thì không khó để nhận ra là giọng của em rất giống với Quang Lê. Thì chắc là em cũng là một fan của Quang Lê đúng không em? Dạ đúng ạ. Nghĩa lúc em hát những cái phần mà cao thì sáng và nó rất là thu hút. Trong phần trình bày của hai em thì thực sự là chiếm được cảm tình nhiều hơn lại là bạn Nghĩa. Khi mà nghe cái giọng của em á, là anh biết ngay là em là một fan của Quang Lê. Và biết sẵn là địa chỉ em sẽ về đâu rồi. Anh để dành cái tình cảm này cho anh Quang Lê. Chứ lỡ anh bấm rồi em về đội anh thì anh Quang Lê quê lắm.
Đúng là những phần chia sẻ của Dương Trì Vũ nghe dễ thương mà nó đi vào lòng người lắm. Nó không có như ai kia, toàn là sát muối vào tim không. Em ơi, em hát hay dễ sợ hay luôn á. Rất dễ thương nha, anh tiếp sức cho các em để các em bay thật là cao trên bầu trời âm nhạc Việt Nam. Quang Lê là chủ dự mai, còn anh Hưng thì chắc là bao nhiêu anh, mai của cả nước luôn. Nói đó em, anh bán hạt giống luôn từ đầu. Thôi bây giờ tôi lên đón hàng của tôi về. Và xin được chúc mừng các bạn và các bạn bước lên phía trước để cùng đến với đội của huấn luyện viên Quang Lê. Chúc mừng Trung Nghĩa và Mỹ Phụng đã trở thành cặp đôi tiếp theo của đội huấn luyện viên Quang Lê Minh Tuyết Hoàng Nhật Nam. Trời nắng hạnh phúc như sương ban mai long lanh đậu cành lá thắm, tình yêu một thoáng lên ngôi dịu dàng như nhẹ nhàng như ánh trăng soi êm êm hương yêu dâng trong hồn tôi. Em như chim ngàn phiêu lãng theo mây trời lang thang, dòng chơi cùng năm tháng. Đêm đêm cùng tiếng hát cho vơi niềm thương nhớ, còn gì cho ước mơ. Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tan trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ. Cho ước mơ.
Người ơi, cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Người ơi, cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tan trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ. Tiếng hát làm nói tình yêu đã chết. Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ. Vì chúng ta vừa đến với một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, ca khúc Cô Đơn, với sự thể hiện của Ngọc Vũ và Mai Huê. Vâng, thưa quý vị, khi mà nghe ca khúc này chìm đắm cảm xúc thì Nguyên Khang lại nhớ tới lúc sinh thời thì nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính gắn liền với hình ảnh của cây đàn piano, cho nên là ông thường đích thân đệm đàn cho những ca sĩ hát những cái tác phẩm của mình. Và hôm nay thì các bạn đã thể hiện rất là cảm xúc ca khúc này. Và bây giờ thì Nguyên Khang xin mời chia sẻ của ca sĩ Cẩm Ly và nhạc sĩ Minh Vi. Cái bài này hòa âm hay lắm. Hay nhất là cái đoạn nhân tấu. Và cái đoạn nhân tấu để cho tụi em phô diễn được cái tài năng của tụi em. Vũ, giọng của em hôm nay rất là rõ nha. Rất là rõ, sạch. Và em giữ được cái bản lĩnh của em. Huê hát rất hay và em hát luôn cả những cái nốt cao của Nam. Có những nốt mà Vũ đấu không lại em luôn á. Cái nốt cao á. Nhưng có thể mình vướng chuyện gia đình, mình nghỉ một thời gian, nên cái bản lĩnh sân khấu của em nó bị vơi đi, chứ anh không dùng là mất đi. Mà anh khen luôn cho đội Tim Minh Tuyết dựng được cái đoạn giữa này. Anh tiếc là tụi em mất cái đoạn giữa đó. Nếu như không có cái đó, chút xíu đó thôi, bài hát này tuyệt vời. Rồi, anh hết phần anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Gia đình mình có bổ sung gì không ạ? Chị cảm thấy phấn khích là bởi vì chị có cảm giác như là chị đang nói riêng về Vũ nha. Từ đầu vào chương trình này luôn, chứ chị không nói là đêm nay ha. Bài hôm nay là bài chị thích nhất ở em luôn. Khi em cất giọng hát lên á, trời ơi, chị cứ cảm giác như là mình đang ngồi trong một nhà hát á, mà thưởng thức cái giọng của em. Nó bay mà nó sạch mà nó đẹp vô cùng. Và chị với anh Hưng có một cái sự đồng điệu khi em hát cái câu mà người ơi hay sao đó, tự nhiên chị ở bên đây nè, tự nhiên chị gật chị quay qua, chị thấy y chị Hưng y chang, nhưng trời ơi, nó đã vô cùng. Và đặc biệt khi em xuống cái chữ người của em nó đầy mà nó ấm mà nó sạch, cái giọng em nó đẹp vô cùng, ý như là đang thưởng thức trong nhà hát. Chị rất là phấn khích từ đầu chương trình đến bây giờ, thì dành tất cả cái sự thiện cảm cho cái giọng hát của em trong đêm nay rất là tuyệt vời luôn, đẹp vô cùng. Thì trong khi đó Huê, không phải là em không hay, nhưng hơi hay. Hay, nhưng mà hai em hơi bị cái cách mà tụi em ngắt câu á, thì thí dụ như Vũ á thì nó chắc hơn, thì Huê hơi bị lê một tí xíu, cho nên có đoạn hai người bị chệch ra khi mà hát cặp với nhau tí xíu thôi chứ không nhiều. Nếu mà mình cặp vô đều luôn á thì cái bài này phải nói là tuyệt vời. Chúc mừng tiết mục của Huê và Vũ rất nhiều. Cảm ơn chị. Huê ơi, sao em khóc vậy? Sao khóc? Hôm nay em hát rất là hay luôn á. Không có gì phải khóc cả. Hôm nay có một sự tiến bộ là hôm nay chịu diễn rồi, chứ hôm bữa không chịu, nhìn mặt là coi. Không chịu. Tại sao? Hôm nay diễn hay nha. Hôm nay diễn tốt rồi đó. Ok, thôi chúng ta hãy cùng đến với phần nhận xét của anh Hưng và Vũ. Hồi nãy có một đoạn anh Hưng vỗ tay cho bạn, các bạn có nhận ra. Có một đoạn lúc mà bạn lên tông á. Đúng là Vũ đã làm chủ bài hát này một cách rất là trọn vẹn.
anh thấy em hiểu bài hát này nó giống như bàn tay của em vậy đó. Và em toàn bộ cấu trúc bài hát này và em nắm hết chỗ to chỗ nhỏ, hát bằng giọng ngực có, giọng cổ có và bằng hơi cũng có. Khi em diễn tả những cái đuôi ém thành hơi nó rất là khó làm, cái người nó phải người bản lĩnh lắm luôn mới làm được chuyện đó. Còn Viêm Huê, những cái câu đầu tiên á, em đừng nên luyến sớm như vậy, cái nốt cuối cùng, nhất là những bài kinh điển như vậy đó, không có ai, rất khó để khán giả chấp nhận một cái sự phá cách mà nó không có gì mới hơn, mà lại làm cho em lung lay nhiều cái nốt lắm. Đó, cái cuối cùng ha. Rồi cả hai người từ cái ô cửa bước ra bị trật tí xíu, và cái điệp khúc bị trật tí xíu, chỉ có 3 điểm đó thôi. Những cái đoạn cao trào rất là khó khăn, thì lên tông nhiều nữa thì Huê mới được bung nhiều hơn nữa. Đó, anh thấy được cái Mai Huê cái mà lên cao đó càng phát sáng nhiều hơn. Và đúng là tiếp một anh dành lời khen nhiều cho Vũ. Chắc Vũ cũng sẽ nói giống như là Vũ nói với lại thí sinh của mình ở trong cái lần trước, thì trong cái phần trình diễn của mấy em cũng có những cái trục trặc giống như là cái tiết mục này mà Mai Huê đã phải gánh chịu. Đây sẽ là một bài học để cho mình càng tốt hơn nữa. Bạn an tâm, đây là cuộc thi để làm gì? Để cho mình học nhiều cái kinh nghiệm để mình có thể tốt hơn sau này, khi mà mình hát một cách chuyên nghiệp để mà kiếm tiền thì mình sẽ có những cái kinh nghiệm này để mà mình có thể ứng phó được tất cả mọi hoàn cảnh. Bây giờ Vũ sẽ không nói về cái bài hát tại vì mấy anh chị đã nói rồi, nhưng cảm ơn anh Minh Vy đã cho Vũ nghe được cái phần vocal ngay giữa gian tấu. Hai bạn cực kỳ xuất sắc với hai giọng hát mà Vũ nghĩ là ít nhất trong đó nó có cái độ vang mà làm cho mình cảm tưởng như là phải nguyên một ca đoàn đang hát và bè quyện với nhau. Thì cái này đã nói lên cái giá trị của giọng hát của hai bạn rồi. Cho nên Vũ tin là hai bạn cứ an tâm đi, Mai Huê đừng khóc nữa. Biết là Mai Huê chắc đang có chuyện buồn lắm, nhưng mà Mai Huê phải an tâm là mình có một giọng hát hay. Và giọng hát hay như thế này từ cả một cặp thì không thể nào mà Minh Tuyết và Quang Lê có thể cho đi được. Không thể. Vũ ơi, nhưng mà nếu nói như vậy thì đây cũng là một cơ hội của đội là Vĩnh Hưng và Dương Triệu Hữu. Nếu như mà giả sử đội này mà không chọn em thì em vẫn có cơ hội về đội khác, cho nên không có gì phải khóc nữa, đúng không? Cuộc đời cứ lạc quan lên đi em. Rồi xin mời chia sẻ của chị Tuyết và anh Lê. Trước khi Minh Tuyết chia sẻ về bài này cũng như là hai bạn thì cho phép Minh Tuyết gửi lời cảm ơn, đó là cái bản hòa âm của Hùng cũng như là cái sự đánh quá tuyệt vời của ban nhạc đêm hôm nay qua bài hát này cũng như tất cả những bài hát trong chương trình. Một lần nữa em rất là xin cảm ơn ban nhạc cũng như cảm ơn Hùng rất là nhiều. Hôm nay mà Huê với Vũ hát được như vậy là chị cũng mừng lắm, vì không ai biết rằng là Huê với Vũ đã bị bệnh cách đây mấy ngày, trước 2-3 ngày thôi. Vũ thì lái xe từ quê lên dầm mưa nguyên một đêm. Quý vị biết là trước đó là mưa lớn lắm. Vũ dầm mưa và trong cái text group của tụi mình thì Vũ nói là chết rồi, Vũ cảm rồi, không biết làm sao đây để cho có thể hát được bài này. Mà bài này thì phải vì muốn cho cái cao trào nó cao nên Vũ đã cố gắng hát cái tông cuối cùng, nó qua, ra khỏi cái quãng của mình luôn. Và Vũ cũng đã cố gắng rất là hết sức. Còn riêng Huê thì chỉ còn nhớ cái ngày mà mình tập cuối cùng. Huê bay từ Hà Nội vào và đã ngủ gục trên vai của Vũ khi mà Vũ chở đi tập. Và tối đó đến nhà chị thì Huê cũng nằm lăn ra và các em rủ Huê đi chơi thì Huê bảo là chị cảm rồi, chị không đi được. Cho nên chị xin lỗi các em, và đến nhà của chị tập thì em ngủ gà ngủ gật vì em bị sốt. Thì hai em đã bị bệnh rất là nhiều. Và chị biết rằng cái bài hát này không phải là một bài hát đơn giản. Ngay từ ngày đầu tiên khi mà mình tìm bài thì các em có nói là các em đều thích bài Cô Đơn. Chị có nói là các em có chắc không? Vì bài hát này rất là khó hát. Nếu mình hát không ra thì nó rất là nhàm chán và boring. Còn nếu các em hát ra thì chứng minh đẳng cấp của các em. Chị có nói điều đó và các em đều nói không, chị ơi em rất là thích bài hát này. Hai em đều thích hết và cuối cùng chị quyết định cho hai em hát bài này. Ngày hôm nay chị biết là Huê không phải là lỗi một lần mà lỗi tới hai lần lận. Khi Huê từ cái khung hình bước ra em đã trễ nhịp, lúc đó Huê hoang mang. Và ngay cái gian tấu giữa Huê cũng lại bị thêm một lần nữa. Và chị cũng muốn nói với Huê một điều như thế này. Cái điều mà ở Huê, cái yếu điểm nhất ở Huê
không phải là Huê hát dở, không phải là Huê không biết hát, không phải là Huê yếu nhịp, nhưng Huê bị cái yếu điểm nhất là tâm lý. Mỗi lần mà Huê lên sân khấu Huê hát là Huê cứ suy nghĩ ở đâu đâu á, và cứ quên vào hoài à. Mà đây không phải là lần thứ nhất. Chị đã nói Huê rồi, phải bình tĩnh, cứ thoải mái đi. Em hát rất là hay, tại sao em cứ phải lo ra thế? Và Huê thường tâm sự với chị rằng là: chị Tuyết ơi, em thấy mấy bạn trẻ bây giờ đi hát, bây giờ đi thi, em thích quá, em tiếc cho mình vì đã ra ngoài đi thi quá muộn. Không biết em còn có cơ hội được nữa hay không? Và Huê cũng đã luyện tập rất là nhiều, chứ không phải là Huê làm biếng. Nhưng vì cái tâm lý của em khiến cho mỗi lần em lên sân khấu em đều bị vấp lỗi. Em muốn trở thành một ca sĩ thực thụ chuyên nghiệp thì em phải khắc phục điều đó. Bởi vì cái điều đó sẽ là cái điều mà khiến chị Tuyết phải phân vân với cái tài năng của em. Vì mình lên sân khấu mình không có bản lĩnh, mình sẽ kéo chết luôn cả người bạn diễn kế bên của mình. Huê hiểu ý chị nói không? Em không hát dở, em hát hay, em có giọng, em hát tốt. Phải bình tĩnh và phải tự tin ở bản thân của mình. Huê hiểu ý chị nói không? Vì Huê làm như vậy, Huê đưa chị vào một tình huống rất khó xử. Chị không thể nào đánh rớt một người biết hát, nhưng chị cũng không thể nào cho một người cứ làm lỗi hoài, rớt nhịp hoài ở ngoài sân khấu. Huê đưa chị vào tình huống vô cùng khó xử nha. Nhưng mà ngày hôm nay Huê bệnh mà Huê hát được như vậy, Huê hát rất là hay. Em xin nói một lời, có nghĩa là tất cả những tràng pháo tay của tất cả quý vị ở đây dành cho em và Mai Huê. Mặc dù em và Mai Huê thể hiện không tốt phần thi của mình, nhưng có lẽ những tràng pháo tay đó đã nói lên tất cả. Em xin dành tất cả những tràng pháo tay ấy lại cho người huấn luyện viên của em, đó chính là chị Minh Thuyết và anh Quang Lê. Nhân tiện thì đang nói về Vũ, tại nãy giờ là nói về Huê rất là nhiều, thì để khoe với là mọi người ở đây là từ ngày đầu mà Vũ đến với cuộc thi này, mọi người chỉ biết là Vũ hát dòng nhạc nhẹ, nhạc tính phòng. Nhưng mà sau ngày hôm qua, khi mà đi với Vũ thì mới phát hiện là Vũ hát một dòng nhạc trữ tình quê hương, rất ngọt ngào, rất chất. Và chắc chắn không thử bây giờ, sẽ thử ở vòng tới. Chắc cho em thử vòng tới đi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mẹ tôi vẫn ngồi
về chưa? Về với làng quê nghèo, về với tiếng âu ơ mẹ hát ngày năm sẽ vẫn nhớ mãi lời dạy của cha đó. Dẫu có sương vui đau buồn, hãy bước lên. Sẽ vẫn nhớ mãi lời mẹ hiền yêu dấu. Sẽ vẫn nhớ mãi lời dạy cha yêu dấu. Vì con yêu mẹ cha nhớ trên đời. Mẹ là tia nắng thắp sáng sưởi ấm tâm hồn con. Mẹ là dòng sông yêu thương tháng năm hiền hòa. Dòng đời trong gái con đi bao nhiêu bước chân. Là bao nhiêu nỗi lo mẹ yêu. Mẹ là câu hát quê hương xanh ngát những bờ tre. Chừng là ngày xưa ê a những khi chưa hè. Giật mình hôm nay con hay mái tóc điên sương. Là bao nhiêu tháng năm. Cha yêu dấu vì còn yêu mẹ cha nhớ trên đời. Thương mẹ con buồn khó nhọc vất lao xa mẹ bao ngày nhớ mẹ lòng. Rất xúc động đúng không ạ? Cho phép Nguyên Khang xin được giữ hai cô ở trên sân khấu để giới thiệu cho quý vị khán giả. Thưa quý vị, đó là sự trợ diễn của diễn viên Xuân Phương và diễn viên Kim Chi. Rồi, xin cảm ơn hai cô đã mashup gồm 3 ca khúc. Thì trong đó có ca khúc Lời Mẹ Ru của nhạc sĩ Hoài An, ca khúc Bóng Cả rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt và ca khúc của nhạc sĩ Minh Vi, đó là ca khúc Mẹ Tôi. Và 3 ca khúc này đã được lồng ghép trong một cái câu chuyện rất là xúc động. Và Nguyên Khang nghĩ là quý vị có thể dành một tràng pháo tay cho câu chuyện vừa rồi. Bởi vì ai cũng có mẹ đúng không ạ? Cái vòng trước anh mashup 3 bài của 3 bài nhạc sĩ ở đây. Vì anh biết năm sau biết có ngồi đây nữa không? Thì anh muốn có ôm chút xíu kỷ niệm. Không, thật sự cái này cũng bất ngờ Minh Vi. Khi mà chạm đến bậc sinh thành của mình, mà nhất là người mẹ, ai cũng xúc động hết. Và nhất là cái đoạn cuối mà hai đứa quăng cái túi sách đi để ôm người mẹ, dường như tất cả ở dây liệm muốn khóc hết. Và cái điều đó nó gợi nhớ lại cái kỷ niệm khi mà viết cái bài hát này. Và nhớ lại tất cả những cái bước đầu tiên chúng tôi đến với nhau. Bài Lời Mẹ Ru thì An viết năm 2001, lúc đi Mùa Hè Xanh ở Trà Vinh. Và sau đó là có diễn bài hát Lời Mẹ Ru cùng với ca sĩ Cẩm Ly trong cái tour vòng quanh ký túc xá. Kỷ niệm đẹp. Vâng, như vậy coi như đây là một cái món quà mà anh Minh Vi một lần nữa gửi cho hai nhạc sĩ của chúng ta. Đây sẽ là bài hát khán giả nhớ hai đứa nhiều nhất. Và bây giờ thì Nguyên Hai xin phép mời nhạc sĩ Hoài An và ca sĩ Quang Lê chia sẻ trước ạ. Hôm nay thì cái phần kết nối của các bạn trên sân khấu rất là hay, rất là cảm động. Càng về cuối thì cái phần đan xen giữa các bài nó càng ngày nó càng phức tạp. Nhưng mà cái hay của hai em là vẫn giữ được cảm xúc
và rất là tròn trịa. Cái bài Cái Chất Dân Ca mình phải sửa phát âm, và anh nghĩ đó là những cái điểm khó nhưng mà hai em đã làm được, kết hợp với cả cái đường dây biểu diễn. Anh nghĩ đây là một tiết mục rất là xúc động trong chương trình của mình. Dạ, Nguyên Khai xin phép mời gia đình còn lại. Để mọi người chọn lựa những bài hát về mẹ mà nó hay và nó xúc cảm, và cắt từng câu của một bài. Đây là cách chơi rất giỏi của Minh Vi để bắt học sinh của mình chuyển nhiều cảm xúc khác nhau từ một cách phát âm của nhạc chuẩn của nhạc nhẹ ha, xong chuyển một bài dân tụi em làm khá ổn. Hình ảnh của Tiên rất là lạ, tomboy với một giọng hát rất là bánh bèo, ngọt ngào mà nó trong vuốt mà nó cao mà nó lạ lướt vậy, nó thú vị lắm. Anh thích hình ảnh này, đây mới là em nè, đó đứng cái thái độ vậy đó, rất là sắc sỡ và anh rất thích. Nãy con tính bỏ cái tay bên phải con vào túi quần đúng không? Bỏ đi con, thoải mái cái bỏ. Yeah, rồi, đó. Anh thích kiểu đó đó. Ok, khi mà em đội lên đầu cái mái tóc giả, mặc cái vào ba, mặc cái váy, thì em là cái người khác hoàn toàn, có nghĩa là cái khả năng nhập vai của em nó rất là tuyệt vời. Cảm ơn chú. Còn ngay bây giờ, kêu anh thôi. Bây giờ nè, đó, cái giọng nói vậy đó, không hề phù hợp với cái vóc dáng bên ngoài nào hết. Đổi giọng khác đi, nhà nói giọng khác. Cảm ơn chú, nói lại coi. Dạ, cảm ơn chú. Như em bé vậy trời. Rất dễ thương. Thật ra mà nói thì ngày hôm nay Long, em đã hát những cái nốt thấp nhiều đúng không? Bài hát này nhiều nốt thấp cho em lắm, mà nó không phải cái điểm sáng của em, mà sẽ hy sinh nữa để cho Tiên, cho nên nó dẫn tới một vài chỗ nó hơi chênh phô. Cảm ơn lời góp ý của bạn Đàm Vinh Hưng. Thật ra Long không phải phong độ tốt nhất của Long trong giai đoạn này. Long mới có chút xíu, nhịn ăn 14-15 ngày, mới ăn lại vài ngày thôi, ăn dữ lắm, nhìn hồng hào vậy đó. Nhưng mà anh nói thật, chưa phải phong độ tốt nhất của Long. Đó, thật sự, theo đúng là 21 ngày lận, 21 ngày là tới qua cái ngày thi luôn á. Sao nhưng vậy? Mà đó là một cái phương pháp để thanh lọc cơ thể, và nếu mà không áp dụng phương pháp đó thì Long phải mổ. Dạ, và không có thể đứng trên sân khấu như ngày hôm nay được. Thì Long chọn phương pháp đó để có thể đứng trên sân khấu này để hát. Long không quan tâm kết quả nữa. Đến ngày thứ 14 thì có xin thầy nói là thôi, thực sự là sợ cái đêm hát là không còn hơi nữa, bởi vì em ốm 6kg và nó gần xuống thành 8kg rồi, thì cố gắng ăn lại để cho nó phục hồi lại chút xíu. Và ngày hôm nay thì em không biết kết quả như thế nào. Em rất là vui bởi vì em được đứng trên sân khấu, em được hát bằng cả trái tim của em. Thôi ráng giữ sức khỏe. Bây giờ là chắc là ăn được bình thường lại rồi đúng không? Dạ, ăn nhiều lắm. Vậy thì về em về em ăn gấp đôi lại cho anh ha. Tiên, hôm nay con rất là thoải mái đúng không? Quá thoải mái. Dạ, con rất là vui ạ. Bỏ tay vô túi quần đi, chú cho phép mà. Bỏ vô đi, không sao hết. Dạ thôi, lên TV kỳ lắm chú. Mình làm nghệ thuật, đôi khi sẽ có cái thỏa mãn cái niềm đam mê của mình, nhưng đôi khi mình cũng phải biết đè cái tôi của mình xuống, để mình hóa thân vào cái nhân vật, hóa thân vào cái bài hát, để đạt được cái đỉnh cao nhất của nghệ thuật. Con hát giọng con ngọt lắm, ngọt như mía vậy đó, cộng thêm cái lưỡi lam nữa, nó sắc. Nhưng chú cần con phải hóa trang là chơi hết mình, bỏ hết cái tôi đi. Đã làm nghệ sĩ, mà nghệ sĩ là không phải là cho bản thân mình, nghệ sĩ là người của công chúng. Cho nên thỏa mãn cái tôi của mình thì có, ở một cái giây phút nào đó, ở một cái thời điểm nào đó, ở một cái khoảnh khắc nào đó. Nhưng mà người nuôi mình và mình sống được, mình tồn tại, mình có đi lên, đi cao hơn nữa thì là khán giả. Tức là mình hát cho khán giả nghe, chứ nếu mình hát cho bản thân mình nghe, thỏa cái sức của mình thì đó là chuyện khác. Mình về nhà mình hát thoải mái thôi. Tại vì hồi đó giờ cô có quan niệm rất là đơn giản thôi, hát có người nghe, còn nếu mình hát không có người nghe thì không có gì để nói nữa hết. Có hiểu không? Để con hiểu được cái điều đó thì nó rộng mở cái con đường của con nhiều hơn. Long, hôm nay em đã vượt qua được cái ngưỡng cửa khó khăn của mình. Nếu không có biến cố chút xíu của hai đứa, anh nghĩ cái này còn tốt hơn nữa. Không, thật sự đó, hôm nay chị có lời khen với Long nhiều. Tuy rằng anh Hưng nói em có một cái sự chệch choạng, nhưng mà chị nghe được trong cái giọng của em cái tình cảm và cái nhập tâm vào nhân vật của em. Hôm nay chị rất là vui khi em làm được điều đó. Tức là em đã thẩm thấu được cái điều mà mình đã nói suốt một cuộc thi. Chúc mừng hai đứa rất là nhiều. Cảm ơn hai bạn rất nhiều nha. Xin cảm ơn.
mùa lúa tiếng ai ca trên đồng, chọn thóc giống người người làm đất gieo trồng, đời nông dân cây lúa chăm bón bao ngày, gian khổ thay nắng mưa ơi à. Đồng lúa chín chiêu bông trên quê nhà, vàng óng ánh bạt ngàn sóng lúa xa xa, đời nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, bạt mặt cho đất bạt lưng cho trời. Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa, ngó trời trong đất sớm trưa, hai tay nâng chén cơm trắng thơm lừng, thương đời nông dân mấy ai. Được mùa mất giá, được xa mất mùa, mồ hôi thêm mặn giọt nước mắt rơi, cho tôi hai tiếng cảm ơn những người suốt đời vất vả cần lao. Mùa lúa mới tiếng ai ca trên đồng, tròn thóc giống người người làm đất gieo trồng, người nông dân cây lúa chăm bón bao ngày, gian khổ thay nắng mưa hỡi chín chiêu bông trên quê nhà, vàng óng ánh bạt ngàn sóng lúa xa xa, người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, bàn mặt cho đất bàn lưng cho trời. Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa, ngó trời trong đất sớm trưa, hai tay xa mất mùa, mồ hôi thêm mặn giọt nước mắt rơi, cho tôi hai tiếng cảm ơn những người suốt đời vất vả cần lao. Núi vàng ô ấp quê hương, nên dù xa cách vẫn thương vẫn lòng, màu xanh mà chùa đằng đằng, cho tôi hai
Và đó chính là Ngọc Trí và Văn Đức. Xin mời cặp đôi huấn luyện viên ca sĩ Cẩm Ly và nhạc sĩ Minh Vi ạ. Khen hai đứa em cái chỗ này nè. Anh Hoài An anh viết bài này á, tuy là mang cái chất dân ca chút xíu nhưng mà cái máu của ảnh là máu rock nhẹ và vẫn là nó nghiêm túc nha. Cái chỗ này là vẫn là cái bài này vẫn là cái âm nhạc nó vẫn nghiêng thế mạnh về phía miền Nam và tụi em và miền Bắc rất là ít hát cái kiểu này. Cái bài này hay nhất là tôi nhớ bốn chữ là được giá mất mùa chắc chắn luôn. Cam vực rất là rộng và ký hát trầm cộng với Đức Tây Cao, âm vực bài này rất là rộng. Anh muốn hỏi tụi em là tụi em có cảm giác là khó không? Cho phép em được chia sẻ một đôi lời và xin thay mặt cho tất cả những người nông dân trên đất nước Việt Nam này nói chung và những người nông dân quê em và quê Minh Đức, quê em là quê Nam Định còn Minh Đức là Bắc Giang, đều là thuần nông cả, xin được gửi lời cảm ơn rất rất nhiều tới anh Hoài An vì anh đã sáng tác một bài hát rất hay, rất ý nghĩa, nói về những nỗi vất vả khổ nhọc của những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất mà bán lưng cho trời. Năm được mùa thì lại mất giá, năm được giá thì lại mất mùa. Như chẳng hạn như quê em năm nay bị mất mùa hoàn toàn. Đối với bản thân em và ca sĩ Minh Đức, xuất phát điểm đều là nông dân. Và cho đến khi cái ngày hôm nay đứng đây hát cũng là những người nông dân hát. Thì bọn em đã hứa với bản thân mình rằng là sẽ cố gắng tập thật nhuần nhuyễn hết mình cái ca khúc này để khỏi phụ lòng của mong mỏi của hai vị huấn luyện viên, của tất cả quý vị khán giả đang xem truyền hình và đặc biệt là của toàn những người, của tất cả những người nông dân trên đất nước Việt Nam này. Một cái điều em cũng tin nữa là họ sẽ cầm điện thoại lên và nhắn tin bình chọn cho em và ca sĩ Minh Đức. Không biết là mọi người ở đây có đồng ý với quan điểm của em không ạ? Em thích cái kết của anh đó. Anh thấy cái phần sau tụi em hát máu lửa cộng với chất rock. Dạ cảm ơn anh. Anh Hưng ạ. Những gì về chuyên môn mọi người nói hết rồi, anh chỉ nói cái sự can đảm của các em cũng như huấn luyện viên khi quyết định táo bạo để chọn một cái đề tài rất là khó để đem vào một cuộc thi. Thường ta chọn tình cảm để lấy lòng công chúng và số đông người xem TV, nhưng có một cái bài tính cao hơn nữa, lấy lòng người nông dân. Người xem TV của nông dân rất là nhiều. Ý nghĩa và cái tâm tư tình cảm gửi trong bài hát này là vô cùng quan trọng. Mỗi một ngày tất cả mọi người đang cầm chén cơm lên ăn là phải nhớ tới người nông dân. Người Việt Nam, cái ngành nghề lớn nhất chủ đạo của người Việt Nam mình. Nên là đấy, anh đánh giá rất cao với sự táo bạo quyết định này. Khi mà đưa một bài hát vừa mới vừa lạ và khó nghe và lại đề tài cũng không phải là hấp dẫn đó, nhưng nó lại làm được cái điều rất là lớn là được ai cũng ghi nhớ. Chúc mừng hả em. Hồi nãy thì Việt với Hưng nhìn nhau hơi bị ngớ ngẩn nha. Là lúc mà lên có một cái cô chào đó là... Cái động tác để mà dùng chân để nâng cô lên đó, rất là hay, rất là đẹp, rất là sáng tạo. Mọi người đang làm động với nhau hết, có đứng lên vẫy chào. Có thể cảnh đi về hết, về nhà hay vác cuốc đi về thì vẫy chào nhau. Mà cô ấy cũng không nên ở ngoài đồng mà đứng vẫy chào như vậy. Người ta đi về hết thì về đi cho rồi. Đúng là sáng tạo và sắp hình rất là hay. Nhưng mà để mang về nội dung, để diễn tả được cho bài hát của tụi em đó, là không bổ sung gì hết. Nó hoàn toàn phản nghĩa hết. Chỉ nhắc nhở các em tí xíu vậy thôi. Quang Lê phải giải thích. Hồi nãy mà lúc mà hai bạn mà ra cái dấu hiệu tay mà để mà bừa thay là người bừa đó đúng không? Thì đúng rồi, là thay vì là có trâu cày, nhưng mà đây là người cày chứ không phải là trâu nữa. Có nghĩa là đang gửi lại một cái hoài niệm ngày xưa. Tại vì trong cái bài quê nghèo của... Làng tôi có những ông già rách vai, cuộc đất bên đang trẻ gầy, có người bừa thay trâu cày. Tại người xưa nghèo quá không có con trâu, phải cày thay con trâu. Thì đây là đưa một cái hoài niệm ngày xưa. Chắc thực sự đời nhà nông bây giờ làm gì mà người cày, bây giờ trâu cày hoặc là máy cày thôi. Nhưng mà mình muốn gửi lại một cái hoài niệm ngày xưa. Thì bây giờ là... Em giải thích câu đó mặt bài bản sáng rực. Mắt sáng rực luôn. Rất hay tiếp em, rất hay thiệt. Thì chỉ đơn thuần là như vậy. Rồi ai hỏi gì thắc mắc em giải thích luôn. Trời, em quên rồi. Sẵn này quên, quên em, sẵn này quên. Tụi em có hò hay là chèo hay là cách ngâm vào ngoài Bắc có câu nào đúng tông này? Một câu ru hay câu hò, câu chèo, câu ả đào gì đó, thí dụ vậy ở ngoài Bắc. Cái to, cái bạc, cái đông, sao mày ăn lúa ở nhà ông ơi à, còn hay quá.
Không không, tôi đứng trên bờ, mẹ con nhà nó ở đổi cho tôi. Wow. Em chỉ cần ru câu này xong em bắt vào bài của anh Hoàng An, ăn tiền luôn. Rồi xong hết, anh hết rồi, anh hết rồi. Cảm ơn anh Minh Vi rất là nhiều. Tại vì thật sự ra rằng cái này là những cái thủ thuật của đạo diễn. Và cái này nó cũng là một cái bài học cho cả Ký và Đức. Cảm ơn Minh Vi rất là nhiều. Trời, anh thương lắm đó nha. Rồi, bây giờ bàn tiếp về trong cái bài diễn của hai bạn ngày hôm nay. Hôm nay nó vẫn có một cái số điểm. Về nhà mình sẽ nói sau ha. Nhưng mà An chúc mừng hai bạn và An cũng cảm ơn hai bạn đã trình diễn ca khúc Đời Lúa Đời Nông. Một ca khúc mà An đặt rất là nhiều tâm tư tình cảm ở trong đó. Khi An viết bài hát này, An chỉ muốn tìm được cái người nào mà có cùng cái cảm xúc với mình, có cùng hiểu được giá trị chén cơm trên tay mình. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Anh ơi, cho em hỏi một câu. Em hỏi thiệt chứ anh có làm nông hay là bạn gái anh làm nông hay vợ anh làm nông không? Giống thực như là... sự ra nếu nói cho đúng ha, xuất phát điểm của nước mình thì có thể nói rằng là hầu hết gốc khác trong chúng ta ở đây, ông bà cố tổ gì đó đều là từ cái từ làm nông, và đó là một cái gì đó An cảm thấy là cái tình cảm tâm tư của mình, và An rất là trân trọng điều đó, và cảm thấy rằng là mình cần phải viết một cái bài hát và cần phải có một cái chương trình để mà tiếp sức, hà hơi tiếp sức cho bài hát đó về cái phần dàn dựng. An cảm ơn các vị rất nhiều và cảm ơn anh Hoàng An với sáng tác Đời Lúa Đời Nông. Anh ơi, anh cho em hỏi, anh có thấy em ra đây không? Cái gì? Thấy em ý, thấy em có ra đây không ạ? À, không, anh không thấy. Thế anh đâu có thấy ta? U em đâu không? U em ở đâu? Sao anh biết? Trời ơi, Dư Tài Ngọc Ly sao em không diễn đi? Mà làm gì vậy? U em đi từ... Tôi đây, tôi đây. Đã dặn bao nhiêu lần rồi. Sống ở cái thời đại này rồi, ai người ta còn gọi bằng thầy nữa. Mình phải gọi là Papa, nghe chưa? Dạ, con chào bác ạ. Chào anh MC. Thế cái mũ quen thế giống cái mũ của bác thế nhỉ? Dạ, hồi nãy ở trong hậu trường thấy nó đẹp, nó đội lên đầu luôn. Thế là đúng là mũ của bác rồi, nãy giờ đi tìm mỏi hết cả đôi chân để cho bác xin lại cái nhỉ? Dạ, con trả bác. Làm MC mà chân tay tay máy quá. Rồi, bây giờ tay tìm được Papa rồi. Con U em đâu? Đây U đâu rồi U ơi? Đây là cái cô gái miền quê mà tham gia tranh tài cùng con trong đêm chung kết đấy hả? Bác bảo này, thế có học thêm nhạc Tây chưa? Chứ nhạc ta toàn tranh sáo bầu cò xưa ơi là xưa rồi. Nó không có cái vị gì nữa đâu. Úi giời ơi, chào anh cò Tây. Vâng, nhạc ta chúng tôi ấy thì quê mùa, còn nhạc Tây sập sình thì văn minh lắm đấy nhỉ. Ngày hôm nay tôi có mặt ở đây, thứ nhất là ủng hộ nền văn minh nhạc Tân, thứ hai là để cổ vũ cho thằng con trai tôi nó tranh giải quán quân. Mà chẳng hay đằng ấy không ở nhà mà lo ruộng nương đi đến đây làm cái gì vậy? Vâng, thế thì cũng xin thưa với ông anh văn minh, tôi hôm nay hân hạnh có mặt tại chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca là để đưa con gái tôi đến đây cạnh tranh cái chức quán quân với con trai ông anh kia kìa. Mà theo kinh nghiệm của U ấy, là khán giả dân mình ấy rất là ủng hộ những cái làn điệu dân ca. Cô bác cho một tràng pháo tay ủng hộ tinh thần dân tộc của bọn em. Ông đừng mà có khinh thường mẹ con tôi nha. Thế thì fan này là phải quyết chiến. Đấy, quyết chiến. Quyết chiến. Này, đây quyết chiến thì đây cũng xin quyết thắng. Được rồi, thế thì bây giờ mời ông anh, mời cò Tây đi trước. Cò ta chúng tôi sẽ cất bước theo sau, đi vào. Con còn ngần ngại gì nữa, chiến thôi. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Như Tây. Thank you.
trời. Mà trời sao vội sáng. Một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sáng. Chiều vào thu tiếng em sâu lạnh sớm. Trên cành từng chiếc cuốn bay xa, đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói, chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi. Chiếc cuốn
xa. Một chiều bưng bát cơm quê rừng rừng ta hát giọng quê dài dề. Người con nhỏ nó hát ngọt ngào quá. Thằng cu nó hát sao mà nghe xuyến sao thế chứ Lệ. Có khi nhạc trẻ với lại dân ca kết hợp nó lại ngon đấy. Thế bà con cô bác thấy nó có ngon lành không, cho bọn em một tràng pháo tay đồng ý. Lớn hơn nữa được không ạ bà con? Thế là hòa hợp được hả ông? Người tiết mục rất cảm xúc và đến bây giờ thì vẫn văng vẳng hai câu cuối ở trong đầu. Cảm ơn diễn viên Khương Hưng và diễn viên Thùy Dương đã hỗ trợ cho tiết mục này. Nhưng... cảm ơn anh MC nữa. Cảm ơn bạn. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy ạ. Tôi xin ví cái màn trình diễn vừa rồi như là một bữa tiệc âm nhạc. Hai món chính rất ngon, món nào cũng đậm đà hết. Tôi rất thích cái chất giọng của Như Tài, mà có những cái luyến láy rất trẻ và cái nhà chữ cũng như cái cột hơi của bạn tuyệt vời. Giọng hát của Ngọc Liên thì ngọt như là quả mà nó được chín cây. Khi mà nó có đủ nắng, đủ gió, nó thơm, nó ngọt, nghe thì sướng vô cùng. Thế nhưng mà tuyệt đỉnh song ca. Hai bạn đã rất khéo khi mà truyền tải thông điệp là cái mới của cái Tây và cái cũ của quê hương ta, hai cái có thể hòa quyện được. Nhưng mà hai bạn chỉ sát lại sát nhau chứ chưa hòa quyện. Chúng tôi mong đợi nghe thấy một cái bè. Tôi chờ mãi, có thể là cái câu cuối, người ơi đừng về, bây giờ cho tôi xin hai chữ thôi cũng được, cho nó đỡ áy náy trong lòng, thì cái hiệu ứng của nó có thể là hay gấp đôi. Cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy ạ. Xin mời danh ca Thái Châu ạ. Tài giọng hát cái bài hát Chiếc Lá Cuối Cùng rất là hay. Rồi Liên cũng vậy, giọng hát mượt mà lắm. Nhờ cái chương trình tuyệt đỉnh song ca này đó, là vào một cái ngôi nhà âm nhạc mà toàn là những huấn luyện viên trình độ chuyên môn tốt, là giúp cho các em có tiết mục thành công. Và cái hay nhất cái đoạn kết mà chọn cái bài Người ơi người ở đừng về, cái câu này rất là có ý nghĩa. Tôi hoan hô cái ý tưởng này rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn anh ạ. Và không biết anh Minh Vi và chị Cẩm Ly nhận xét sao về tiết mục này ạ? Dạ, trước tiên xin cảm ơn các lời góp ý của ba anh. Và lời cảm ơn thứ hai, xin cảm ơn tất cả ban nhạc Cò Tây, Cò Ta và tất cả 10 anh em hỗ trợ ban nhạc ở đây đã đánh một cái bài hát không thể hay hơn được. Anh vẫn khẳng định một câu nữa là hai bạn xui lắm mới vào đội của Cẩm Ly và Minh Vi. Vì anh và chị Ly rất khó, qua từng vòng
hát được nhạc bolero, hát được nhạc trữ tình, hát được nhạc truyền thống, hát được nhạc tiền chiến, hát luôn cả nhạc trẻ. Và các em hát đồng thanh hay hát song ca duet với nhau thì khán giả xem đài đã xem các em 13 tuần rồi. Hôm nay tiết mục này anh hài lòng. Chưa bao giờ anh dùng từ hài lòng cho hai em, đúng không? Chưa bao giờ, một điểm anh cũng trừ. Nhưng hôm nay anh dùng từ là hài lòng. Ba cặp đã bào được đêm nay, tức là ba tụi em đều xuất sắc nhất trong một đội. Và chị hy vọng rằng trong tương lai tụi em sẽ còn tốt hơn nữa. Đối với chị thì mỗi cặp trong mỗi đội đều đã là quán quân. Cảm ơn chị Cẩm Liên rất nhiều. Cảm ơn Như Tài và Ngọc Liên. Và tiếp theo sẽ là cặp đôi đến từ đội huấn luyện viên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Đó chính là Thiên Vũ, Tùng Trinh. Nào mình giới thiệu về bản thân mình đi nè. Em xin được tự giới thiệu. Em là Hà Tiểu Ni. Em năm nay 22 tuổi và em đến từ Quảng Trị. Em tên là Lê Khánh. Năm nay em 16 tuổi.
Và em đến từ An Giang ạ. So cute. An Giang hả cưng? Dạ. Dễ thương quá. Lúc đầu anh nhìn em hát á, tại vì anh nghe được cái sự chững chạc ở trong giọng hát của em, thì anh cứ nghĩ em là một cô gái lớn tuổi hơn. Nhưng ở những cái động thái của em, những cái cử chỉ rất là nhỏ, cho anh thấy là em còn có cái sự tinh nghịch ở trong đó nữa. Cho nên anh mới đoán là em còn rất là nhỏ tuổi. Và chính xác, thấy chưa, anh vừa mới nói một cái là chỉ có những cô bé rất nhỏ, còn cái tuổi hồn nhiên, còn cái tuổi mới lớn mới có những cái động thái mà đáng yêu như thế thôi. Nói chung là hôm nay hai em đã dùng cái giọng hát của mình rất thuyết phục và làm cho anh và anh Hưng phải gạt cái cực đầu tiên khi mà nghe hai em hát. Thật ra thì trong cái bài này có nhiều đoạn để có thể hát bè được, nhưng tụi em bị hạn chế và sử dụng có một chỗ duy nhất thôi. Nhất là cái đoạn mà lên cao để hát cùng với nhau, mặc dù có thể đứng cách xa nhưng vẫn có thể hiểu được, đoán được nhau hát như nào đấy. Thì tụi anh là song ca nè, rất là ăn ý với nhau. Chắc chắn anh sẽ làm cho tụi em được cái điều đó, nó sẽ trọn vẹn hơn. Nói chung lại là giọng hát ngọt ngào lắm. Nhưng mà anh hỏi ngoài đề tài chút, là ngoài cái dòng nhạc tình này đó, thì em có hát được một cái loại nhạc nào khác hay không? Chẳng hạn như là bolero? Dạ không. Ừ, không thì về đây cũng được, bởi vì về đây có Minh Tuyết. Bé Quản Trị hát bài Huế hay là âm hưởng miền Trung này cho tặng Quang Lê đi cơ. Hát bài đi em, câu nào cũng được em. Cứ quê hương là quy vào bolero. Em xin lỗi, em không hát được. Dạ đúng ạ. Thấy chưa, anh không bao giờ đưa em vào đường cùng hết. Mà anh là người luôn luôn giải thoát em bởi những móng vuốt. Và hắn đưa với em vào những cái nơi mà khó xử nhất, thì anh là đưa em ra khỏi cái vùng tối tăm nữa. Cho nên là em chỉ có về với anh thôi là an toàn nhất. Cho chị nói một câu được không? Tại vì Lê thì đương nhiên Lê hát giọng bolero, thì lúc nào Lê gặp bất cứ thí sinh nào Lê cũng hỏi là có hát được bolero hay không. Thì đó chỉ là muốn biết thêm màu sắc của thí sinh của mình khi mà mình bấm chọn lựa. Nhưng đối với riêng chị thì thí sinh nào có dòng nhạc nào thì chị sẽ phát huy dòng nhạc đó cho các em tối đa hết. Các em hát bóp ballad là cũng là dòng nhạc của chị, và bài hát hồi nãy các em hát chị cũng rất là thích. Nếu mà nói về cái sự ăn rơ giữa hai nữ với nữ để hát song ca thì chị nghĩ là chị có khá nhiều kinh nghiệm, bởi vì em biết chị cũng là một trong những cặp song ca Minh Tuyết Cẩm Ly một thời, thì chị có thể giúp các em được cái sự hòa quyện giữa cái giọng nữ với nhau nhiều hơn, có thể thị phạm cho các em cũng như là chỉ cho các em cái cách làm thế nào. Ban nhạc ơi, cho anh xin cái la trưởng ban nhạc ơi. Đêm nay ai đưa em về đường khuya sao trời lấp lánh. Đêm nay ai đưa em về mắt em sáng chiếu long lanh. Như đó thôi, được rồi. Để cho em thấy rằng là cái sự hòa quyện đó không phải là nữ làm được hay không, mà nữ này với nữ này đã cách nhau 20 năm trời. Dạ, vừa rồi hai bạn vừa được nghe cái song ca thần thánh đó, và cái bài song ca đó mùa 1 cũng đã sử dụng rồi. Đêm nay ai đưa em về đường khuya sao trời lấp lánh. Đêm nay ai đưa em về mắt em sao chiều long lanh. Đạo diễn yêu cầu một bài mới để chiêu dụ thí sinh ạ. Rồi, cho xin la thứ luôn. La thứ, em mời hai anh. La trưởng. La trưởng, em mời hai anh. Vũ, Vũ với Hưng hai dùng nữ đi. Đúng rồi. Vũ với Hưng hai dùng nữ đi. Oh, my love, my darling, I'm hungry for your touch. Thôi đủ rồi, em đừng hát nữa. Mà thiệt ra nè, cho Vũ nói một câu nữa nha. Em hãy ghi nhớ điều này, cho dù anh và anh Hưng không phải là bánh bèo, nhưng mà vẫn có thể huấn luyện hai bánh bèo như tụi em một cách thuần phục. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sự lựa chọn của cả hai thí sinh ạ. Thật sự thì trước khi mà bước vào phần thi của mình thì tụi em đã có quyết định từ trước rồi. Và tụi em xin được chọn về đội của anh Đàm Vĩnh Hưng. Trời ơi. Wow.
có suốt vậy. Giận anh vì sao đêm không nắng, giận anh vì sao bóng sương phố lại đông, giận anh vì sao em giận anh, vì yêu quá vẫn muốn giữ lấy anh mà thôi, cho riêng em thôi. Vì thế mỗi khi em giận vu vơ, thì chắc không chi em giận yêu đấy thôi anh ơi. Nhiều lúc quá yêu em lại quên mất mình đã có bao nhiêu ngày vui, có bao nhiêu buồn. Giận anh vì không cho em biết, giận anh nhiều đêm đứng chờ vợ ngoài mưa, giận anh làm ngơ khi em bối rối, giận anh tôi không qua nhà chơi ngóng trông anh hoài. Giận sao trời mưa mưa không dứt, mình em ngồi đây nhớ mong suốt cả đêm, chẳng biết rằng anh giận anh đang ở đâu, làm em cứ lắm ngóng mỗi tối mong chưa tin anh đang nơi đâu. Vì muốn biết anh có thật yêu em, vì muốn biết thương nhớ ai ngoài em, vì đã quá yêu nên càng muốn biết, càng muốn có nhau nhưng giận hơn có đâu ai buồn. Chắc không chi em giận yêu đấy thôi anh ơi. Nhiều lúc quá yêu em lại quên mất mình đã có bao nhiêu ngày vui, có bao nhiêu buồn. Vì muốn biết anh có thật yêu em, vì muốn biết anh không còn thương nhớ ai ngoài em, vì đã quá yêu nên càng muốn biết, càng muốn có nhau nhưng giận hơn có đâu ai buồn. Càng muốn có nhau nhưng giận hơn có đâu ai buồn, có đâu ai buồn. Yeah, xin được cảm ơn thành viên của Vũ Đoàn. Thưa quý vị, Bảo Ngọc, Thùy Dương. Bảo Ngọc thì quá táo bạo, anh chưa bao giờ thấy em lại sexy đến như vậy. Còn Thùy Dương, mỗi một đêm là một phần biến hóa khác nhau. Xin mời anh Vi chia sẻ. Cái bài vừa rồi, Bốc Lửa, Dương. Em có chút xíu gì đó không có chất xúc tác với em đoạn đầu. Nếu như cái người đứng ở giữa hai đứa như bức tượng cũng được, để mắt kiến giống anh Quang Lê đang đứng, em nghĩ em hát hay hơn không? Anh Lê có sẵn sàng lên đây không? Anh Lê lên đây mắt kiến hả? Đứng làm tượng đó. Mắt kiến ơi, cái tượng panda là logo của tôi mà. Bây giờ sẽ là hóa thân thành tượng panda. Vì sao anh không đến, giận anh vì sao bỗng sương trời lại mưa, giận anh vì sao không tin nhắn, giận anh cứ ngu nhìn cà phê là cả suốt ngày, giận anh vì sao đêm không nắng, giận anh vì sao bỗng sương phố lại đông, giận anh vì sao em giận anh, vì yêu quá vẫn muốn giữ lấy anh mà thôi. Cho riêng em thôi. Vì thế mỗi khi em giận vu vơ, vì chắc mong chi em giận yêu đấy thôi anh ơi. Nhiều lúc quá yêu em lại quên mất mình đã có bao nhiêu ngày vui, có bao nhiêu buồn. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay cho nam ca sĩ Quang Lê. Anh thấy sao khi mà được hai mỹ nữ giành giật mình? Cảm thấy ra mình rất là đặc biệt đó. Thấy mình có giá đó, phải không? Mà thích nhất là cái mắt kiến này. Có biểu luôn trời đi. Trời,
Đó, để hỏi này Tin đó. Tin mua đâu vậy Tin? Cái mắt kiến này là mạ vàng cái... 24k thiệt đó. Nghe đồn là cái cặp kiến này 1.200 đô mà Tin mua ở đâu rẻ được 200 mua giùm lên cái. cô này. Lê không xem đây là một tiết mục thi mà Lê đang cảm thấy là mình đang đi xem một màn trình diễn, một cái đại nhạc hội nào ấy. Anh Hưng thôi, ổng ghê lắm. Thông minh mới là người này nè. Người này mới thông minh nè. Hùng cái thôi. Chị Ly ơi, sao chị không có phản ứng gì hết vậy chị? Trời ơi, bình thường. Không có, xin lỗi, hôm bữa. Đó, vậy thấy không biết liền à. Hôm bữa chị Ly về hỏi, ủa sao lâu quá, sao nguyên chương trình này chưa thấy Hùng? Thật ra vậy nè, cái gì hay và giỏi thì phải học ngay, thừa nhận ngay. Mình Vy quả thật là cao thủ, Hưng thừa nhận thiếu sót. Cả có một nhân vật nam nữa thì hú hồn hơn, làm cho em khắc hẳn và bùng nổ sân khấu liền. Vì... cái này mà cỡ bình mập hay bút béo mà đi ra một cái hú hồn liền. Không, em nghĩ là Quang Lê mới là xuất sắc nhất. Yeah. Tiết mục này rất bốc lửa, rất giải trí, cộng thêm Quang Lê nữa, rất bùng nổ luôn. Yêu thì dương quá à. Em có hiểu không? Có nghĩa là Ngọc, cái bản lĩnh sân khấu em đi diễn thường xuyên rồi, chị không nói đến là em thừa cái khả năng để làm điều đó. Nhưng ở Dương á, cái cách của em nó khác. Đi ra rất tự tin nha. Cái cách hát cũng vậy luôn. Chị Dương này chỉ ma mị mà cái kiểu giống như là tôi ghét anh nhưng mà tôi thích anh, cái kiểu mà nó cứ đùng đẩy, đưa đẩy vậy nè. Mà thích nhất là cái dáng tàn của tóc của chị và những cái phong cách của chị nó giống như mấy cái cô mà ở Mỹ Đen, đó. Yeah. Nó cứ vậy nè, rồi cái nó cái mắt rất là cá tính. Nó làm cho chị thật sự là chị thích những cái ma mị, những cái đó chị lại thu hút hơn. Từ cái cách em hát cũng vậy nên em không phải là bung mạnh ra, em kéo giống như là em thả bung ra, cái em kéo lại, cái em làm như ông dùng dằn vậy đó. Thì cái cách diễn của em cũng vậy, chỉ cần lắc đơn giản vậy thôi, rất tự tin và rất cái ánh mắt em thể hiện ánh mắt luôn. Đâm ra làm chị ngồi đây mỗi lần mà em làm chị chịu không nổi. Thật sự là hôm nay yêu thì Dương quá. Thì Dương hôm nay phải đặc biệt cảm ơn là anh dùng từ sao ta? Vợ bé của anh. Không, diễn bình thường. Chuyên viên trang điểm Hồ Khanh. Anh Khanh là người phải ra tay trực tiếp trên cái mặt của em. Nó mới ra con cọp như vậy. Phải gửi lời cảm ơn rất nhiều đến anh Hồ Khanh. Bởi vì là nhìn bộ đồ của em thì anh Khanh đã nghĩ ra ngay là tôi phải làm gì với cái cô gái này rồi ạ. Thật sự là khi mà make up, làm tóc xong thì em cảm giác như kiểu là ôi kiểu mình đây rồi ạ. tìm được bản thân rồi ạ. Yeah. Rồi vui quá, tối ngủ khỏi tẩy trang luôn để sáng mai tập tấm hình. Yeah. Em hứa là em sẽ để như thế này một tuần nữa để lại kỷ niệm. Cái câu tìm bản thân nó rất quan trọng, là tại vì kể cả chúng tôi ở trên này cũng luôn luôn đi tìm một cái gì đó mới lạ của bản thân mình. Và Vũ nghĩ là nếu như mà con của Thùy Dương mở TV lên, thấy mẹ mình ở trên sân khấu đầy tự tin, đầy bốc lửa và tràn đầy năng lượng như vậy, thì con của em sẽ rất tự hào về em. Chúc mừng Thùy Dương, hôm nay em thật sự lột xác. Em cảm ơn anh rất nhiều. Còn về cô gái bên kia thì hôm nay em đẹp, rất đẹp luôn. Mặc cái áo này làm cho anh liên tưởng tới Hồ Ngọc Hà. Nhất là khi mà em hất cái tóc bên này, phát một cái này, hất cái tóc này. Anh yeah, 1, 2, 3, hất. Yeah. Khi mà Vũ thấy xếp hai bạn lại thì Vũ đã nghĩ ngay tới cái bài hát này. Và đúng, đây là một quyết định đúng đắn, đúng không anh Hưng? Yes. Lúc mà tôi đi ăn tối với nhau á, yeah, là nghĩ vào cái bài này. Dương nói và Ngọc nói đi, để có những cái động tác như vậy là tụi em phải làm cái gì với anh rồi. Cũng phải thú thật với cả các anh chị và tất cả quý vị khán giả là đây là lần đầu tiên mà Thùy Dương nhảy ở trên sân khấu. Thật sự là rất là vất vả. Anh Hưng phải chỉ cho Thùy Dương từng cái lắc hông rồi từng cái đưa tay sao cho nó đẹp. Có lẽ cái phần trình diễn ngày hôm nay nếu như được gọi là thành công thì cái công sức đầu tiên phải kể đến hai vị huấn luyện viên của Thùy Dương và Bảo Ngọc. Bởi vì là các anh đã rất là vất vả cho cái phần trình diễn này, từ đầu tóc, trang phục, tất cả mọi thứ. Xin cảm ơn anh Hưng và anh Vũ rất nhiều. Thật ra nó thiệt khó lắm, nó vẫn chưa đã đúng như Hưng muốn mà Hưng chỉ. Nhưng mà cái này Ly cảm nhận thôi nha, chỉ là một đằng mà em làm được hay không là một nẻo. Cái này nó giống như từ trong em, nhiều khi em chưa có khám phá mình có được những cái khả năng. Và hôm nay cộng với một điều là em nói là khi em make up xong em cảm thấy em tìm được chính mình, đó là cái sự tự tin rất lớn. Cho nên khi em làm những cái uyển chuyển là nó cho người ta cái cảm giác cảm nhận được luôn. Dạ, Ly nói đúng. Anh đã nhìn thấy được một nghệ sĩ da màu ở trong em đó. Và trang phục ngày hôm nay Tuấn Trần làm cũng rất là đẹp.
Rồi, thôi nói chung là được chị Ly mà khen ngợi mà thương vậy nha. Rất là hiếm, không bao giờ có đâu, thiệt luôn á. Gì làm giống người ta khó lắm. Chứ còn gì nữa, nếu như mà được vô vòng sau nha, à, quất giống vậy một tới hơn nữa cho Ly hết hồn. Với ca khúc Rồi Mai Tôi Đưa Em, hai bạn có thể giới thiệu thêm đôi nét về mình hai bạn đến từ đâu?
Vâng, lời đầu tiên cho phép Mạc Dì Thắng cũng như là Tuấn Nghĩa xin được gửi tới quý vị huấn luyện viên anh Minh Vi, chị Cẩm Ly, anh Đàm Vĩnh Hưng, anh Dương Triệu Vũ, anh Quang Lê và đạo diễn Hoàng Nhật Nam, cũng như toàn thể quý vị khán thính giả có mặt trong khán phòng và quý vị đang theo dõi trên đài truyền hình. Lời chúc sức khỏe và lời chào thân ái nhất. Mạc Dì Thắng thì là một người con người Bắc nhưng mà vào trong Nam cũng được 5 năm rồi. Còn Tuấn Nghĩa thì là một người con ở thủ đô đất Hà Nội. Duy Thắng á, thì nghe cái chất giọng trầm và ấm thì chắc là ngoài cái công việc ca hát thì anh này còn là một người dẫn chương trình nữa. Các bạn này còn là lồng tiếng phim. Dạ, có cả phim hoạt hình rồi chuyện ma. Chuyện Thắng làm thử một cái giọng. Dạ, vậy em kể chuyện ma được không ạ? Vâng, được, xin mời bạn. Trên một đoạn đường được đồn đoán là có rất nhiều những chuyến xe ma, thì đêm ngày hôm đó có một chàng thanh niên cần công việc rất gấp để vào thành phố, cho nên quyết định đón chờ xe ở cái đoạn đường đó tới đúng 12 giờ đêm. Có một chiếc xe màu trắng từ từ tiến tới. Khi lên xe, vì chờ đợi quá mệt mỏi, anh thanh niên mới ngủ thiếp đi. Tới khoảng 3 giờ sáng, đột nhiên một tiếng sét rất lớn làm chàng thanh niên tỉnh giấc. Nhưng lúc này có một điều còn kinh hãi hơn, chàng ta không thấy người tài xế đâu, mà chiếc xe vẫn cứ từ từ tiến lên, chậm chậm, chậm chậm. Chàng thanh niên không thể nói lên được bất kỳ một lời nào. Và rồi khoảng 5 phút, anh ta mới cố gắng dồn hết sức bình sinh và hét lên: "Ma, ma!" Thì đột nhiên có tiếng nói ở đằng sau cất lên: "Ma cái gì mà ma? Nãy giờ tao đẩy xe mệt bỏ bố đi được cái chứ." Ôi anh, rất là có duyên. Còn chàng trai còn lại, Tuấn Nghĩa có thể giới thiệu đôi nét về mình. Thưa các vị huấn luyện viên, năm nay em 28 tuổi, em đến từ Hà Nội và hiện tại em đang làm thầy giáo ạ. Thầy giáo bộ môn nào? Thầy giáo bộ môn thanh nhạc ạ. Đáng lẽ Vũ và anh Hưng đã định gạt cái cần từ sớm hơn nữa rồi, nhưng mà tại muốn để cho hai bạn hồi hộp, để xem thử trong cái tâm lý của hai bạn nó như thế nào, có vững hay không. Mà quả nhiên là hai bạn rất vững tâm lý, vẫn hát rất là trôi chảy, rất là ngọt ngào. Và nhất là cái câu cuối, một người quảng trên, người quảng dưới, nghe rất là hay. Hai người nhìn rất là lịch lãm, mỗi người một cái phong cách khác nhau, đối lập nhau, nhưng mà nó lại rất là ăn xâm với nhau, cho nên đây là một cái sự kết hợp cực kỳ thú vị. Các anh nói đến từ lịch lãm, mà lúc đầu là hai anh em mình thống nhất là mình sẽ dùng cái sự lịch lãm của mình để chiêu dụ thí sinh. Đúng. Anh nghĩ bây giờ mình nên hành động luôn. Đúng, làm luôn. Lịch lãm. Chúc mừng bạn đã có thêm một cặp đôi đưa ra quyết định. Vâng, xin cảm ơn anh Quang Lê cũng như đạo diễn Hoàng Nhật Nam rất nhiều. Khi cái bức màn mở ra là anh biết cuộc chiến này rất là căng. Bà xã anh ở đây cũng nao lòng lắm. Nhưng mà anh nói lý do tại sao anh không bấm. Thường thường á, cái giấc ngủ của anh khoảng 12 giờ mấy, 1 giờ. Nhưng mà riêng bà xã anh thôi, từ 2 giờ đổ lên. Cái khoảng từ 12 rưỡi cho tới 2 giờ anh chuyên môn nghe phụ đề thuyết minh phim truyện hành động hoặc phim kinh dị. Là của bà xã anh tự thuyết minh. Mắc cười quá, coi phải cho người ta có bình luận chứ. Là anh không cần coi phim, nhưng anh cũng trong giấc ngủ anh sẽ tự hiểu được là cái phim nó nói về cái gì. Tại bà xã anh thuyết minh hết, tự thuyết minh luôn. Nên anh sợ cái chuyện em hay kể á, bữa tối anh nghe rồi là bữa sáng anh phải nghe nữa nghe nhiều quá, nên anh ủng hộ tinh thần bà vẫn còn lại. Em thích nghe chuyện ma. Dạ, cảm ơn anh chị. Rồi anh xin nói về hai em chút xíu. Cái người biết chơi bè rất là hay, không có tham để đẩy cái giọng chính lên, cực kỳ đẹp, tinh tế lắm. Và cái điều mà hay trùng lấp một cái sự duyên nào đó mà khi chúng tôi vừa gạt cần xuống là cũng chính là lúc em chuyển tông. Yeah. Chiều xưa em qua đây dù hồn nắng ngủ say. Một cái sự an bài thần giao cách của định mệnh rồi. Cái cảm xúc đó nó thăng hoa lắm. Nó dính với nhau một cách lạ, ngẫu nhiên, vô cùng đặc biệt. Cái tính cách của Thắng và cái trình độ sư phạm của Nghĩa, cho nên là nó còn thiếu một sự phá cách trong bài hát này. Và điều đó anh với anh Vũ là những tay kiếm giang hồ nhất.
là hát theo cái cách phóng khoáng. Thay vì là em legato suốt một bài thì sau giáng tấu em phải biết staccato một xíu, nó khác biệt đi thì nó đẩy bài lên, nó đã hơn rất là nhiều. Điều này anh không cần phải chứng minh luôn, anh nhiều màu sắc hơn. Anh chỉ cần nói vậy là em là nhân trong nghề, nó phải ra màu sắc sao rồi, đúng không? Cho nên là đó là cái phần còn lại, mình sẽ cùng nhau làm cho những bài hát khác ở những phần tiết mục sau sẽ thăng hoa hơn và lên đỉnh cao hơn trong cuộc đời của tụi em. Và từng bài hát sẽ là một cái sự khám phá riêng. Đối với anh thì anh nghĩ rằng là bạn Nghĩa thì là có một cái mái tóc rất là lãng tử, rất là bồng bềnh. Giống có... anh đúng không? Nó rất là đẹp trai giống anh. Và chúng ta sẽ là những người bạn, người cùng đồng hành với nhau để giúp cùng phát triển, đúng không Lê? Vậy đúng quá, đúng, vậy đúng. Lại. Bà xã anh á, bà xã anh có cái tật á. Rồi. Trời lấy ơi mệt ghê, à, một là lấy chọn không? Em chọn lấy không? Cái... Mà chắc chắn biết luôn, cặp này mà không bấm là tối về cũng mệt à. Lấy luôn. Trời, cảm ơn anh nha. Là sao? Cái gì vậy trời? Anh Hưng, anh làm gì vậy anh Hưng? Biết đây cho anh. Coi. Hát không? Cho xin coi thử. Hát. Ủa hát hả? Yeah. Đúng cái đoạn đó thôi, A3 nha. A3 cuối cùng thôi, rồi nha. Cái đoạn hồi nãy anh nói với tụi em đó, mình phải làm sao cho bài đứng hát sức nó đi hấp dẫn hơn nha. Yeah. Đây nè, okay. Không cần đứng gần nhau vẫn hát bè chính xác. Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm, xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm, gác vắng mưa gợi miền chân chiều. Còn đây khúc gian xưa quen khót lời, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay, giữa tiếng ru chậm vào cơn mê này. À, nó rất đơn giản thôi. Khi mà bạn nhìn xuống đây, mình phải thấy ba đội khác nhau đều chọn các bạn. Cho nên đây là một sự trân trọng rất là lớn. Các bạn hãy chọn cho mình một cái sự lựa chọn thật đúng. Mà cho dù về cái đội nào thì Vũ nghĩ là cũng sẽ tốt cho các bạn thôi. Nhưng mà Vũ nghĩ là về cái đội giữa là sẽ tốt nhất. Cảm ơn. Cảm ơn huấn luyện viên Dương Trường Vũ và huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Anh Hưng, anh nói hết đề tài rồi, anh cũng hát luôn rồi. Bây giờ mình ngậm ngùi mình ngồi đây chứ mình biết nói gì nữa. Ngậm ngùi. Vậy bây giờ mình mời cặp đôi này sẽ đưa ra quyết định nha anh chị. Thực ra bây giờ đang rất là phân vân ạ. Trước khi mà anh Hưng bấm là bên đây đã tính bấm rồi. Nhưng mà Lê nói hai người hát rất hay, đang ru hồn chúng tôi vào. Cho nên chúng tôi không muốn dùng cái bấm này để phân tâm. Và đến khi mà anh Hưng bấm rồi Lê cũng không bấm. Lê chờ cuối cùng thưởng thức trọn vẹn bài hát rồi mới bấm. Hai người trên kia và hai người ở dưới này có cái điểm gì tương đồng với nhau? Đó là cái nơ đúng không? Trời đất ơi. Mái tóc nơ dài đi. Ở đây có mái tóc dài. Đó. Tuxedo đen đúng không? Người đầu tiên đã khai phá mở đường cho tụi em một cái tia hy vọng, cứu tụi em ra khỏi bóng đêm là anh. Dạ vâng, cảm ơn em, cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Phương Vân. Và bây giờ hai người đã đưa ra cùng quyết định. Hãy cho chúng tôi biết cái tên của đội huấn luyện viên mà các bạn sẽ đầu quân về. 3, 2, 1. Vâng, thì chúng em xin lựa chọn về đội anh Đàm Vĩnh Hưng và anh Dương Triệu Vũ ạ. Đây đúng là một đêm thành công của đội huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ. Vẫn đẹp nghĩa
dù cho sông núi ngăn cách biệt, chữ tình chữ nợ mãi không phai. Xét của những vị ban giám khảo. Xin mời anh Ngọc Sơn ạ. Âm vực của Cường là âm vực của Là Mỹ. Cái bài đầu đó là La Thứ mà tại sao em tụt xuống son làm gì? Em sợ là độ cao treo nhưng em cao dư sức ở nốt Mỹ. Cái giọng em rất là hay, phải chọn đúng tông đúng nốt của mình để mình phát triển ra. Nhưng dẫu sao hôm nay giọng hai em rất là đẹp. Chúc mừng hai em. Cái dòng nhạc này các em hát mượt mà, tình tứ hơn. Hai người phải ăn với nhau. Cái phần 2, Người Tình và Tôi Mất Người Yêu á, thì nó có chất tình cảm hơn. Cảm ơn anh. Anh Quang Lê và anh Hoài An thấy sao về tiết mục này ạ? An đánh giá rất cao cái chất giọng của Trường Tam và Hùng Cường. Đặc biệt là ở Trường Tam, anh rất thích giọng em ở cái chất đàn ông, nó rất là mạnh mẽ. Hai bạn có một cái điểm chung, hai người đều có những cái nấc, những cái luyến. Giọng Cường thì về phần cao sẽ hát thoải mái hơn. Do đó khi hai bạn phối hợp với nhau trên sân khấu là một cái sự kết hợp có thể nói là tốt nhất cho hai bạn trong cuộc thi này. Anh cũng rất là vui và chúc mừng hai bạn đã tới được vòng chung kết. Và cảm ơn Trường Tam và Hồng Vương rất nhiều với tiết mục vừa rồi.